Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Đào Cường. Điều đầu tiên, Đào Cường xin chúc cô chú, anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Mới đây, chị Trần Mỹ Hạnh đã chia sẻ một bài viết về tình cha rất là hay. Đào Cường xin đọc để cô chú, anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Xin mời mọi người. Tiếng dương cầm thánh thót vang lên, thằng nhỏ cất giọng: tình cha tình cha như quần thái dương. Em mười bồi hồi lắng nghe tiếng con trai hát. Anh nhớ lại một sáng mùa xuân cách đây 20 năm, anh bụt trồn bứt rứt ngồi trước cửa phòng hộ sinh. Vợ anh chuyển dạ hồi khuya mà mãi đến giờ này nắng đã lên rồi mà chưa có tin. Anh lắng nghe từng tiếng động phía bên trong phòng sinh, có tiếng trẻ con khóc oa oa rất là to. Nét mặt anh giãn ra, một giọt nước trực rơi nơi khóe mắt. Lát sau, cô nữ hộ sinh bước ra: con trai 2 ký 9. Anh mười nghiêng người cúi xuống ngắm con trai, nó bé quá, đỏ hỏn, mặt nhăn nheo như một con gà. Nhưng trong mắt anh thấy nó đẹp, anh thấy nó xinh như một thiên thần. Anh cầm tay vợ xoa xoa, bàn tay chị lạnh ngắt, trán đẫm mồ hôi. Thằng bé con anh nói xíu xiu, vậy mà tiếng nó khóc rất là to, thật là lanh lảnh. Lạ một điều là mấy sản phụ nằm cùng phòng vợ anh chẳng ai phiền, chẳng ai bực mình khi nghe nó khóc cả. Hễ mấy bé kia đang khóc quấy mà nghe tiếng con anh mười cất lên là mấy bé lại im bặt, như thể đang lắng nghe, như thể tiếng khóc bé con anh mười là tiếng ru vậy. Một chị vừa cười vừa quở: nhỏ con mà khóc to dữ, khóc như hát đấy. Anh mười vừa thấy mắc cỡ vừa thấy tự hào. Hay là mình đặt tên con là Cường nhỉ? Anh muốn con khỏe mạnh, cứng cáp như cái tên Cường vậy. Và còn nhớ ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Từ ngày có thêm bé Cường, anh mới bận luôn tay chân, vừa buông cái xẻng xúc cát xúc xi măng là anh mới vớ lấy cái liềm đi lang thang giữa trưa nắng, gắt cắt cổ dồn đầy một bao để trở về cho bỏ ăn. Bữa thì đi rải phân cho ruộng người ta, vừa buông cái thúng là anh mời lặn hụp dưới mương, dưới vũng kiếm cá, ốc, tôm đêm. Những đêm mò mẫm đi bắt ếch, bắt nhái, cắm câu, đặt lược, thời gian cứ lặng lẽ trôi. Cha ngày mỗi già, con ngày mỗi lớn. Nhà nghèo, ít khi mua thịt nên anh mời chăm đi kiếm cá tép để cải thiện bữa ăn cho các con. Cường khoái ăn canh chua, Cường khoái ăn cá kho tộ. Nghe nói ăn cá bổ não, thông minh, biết đâu nhờ vậy mà thằng Cường con anh học giỏi lắm nghe, bằng khen dán đầy nhà. Có lần vừa lúc cuối tuần anh lĩnh được lương phụ hồ, thấy con được bằng khen học sinh giỏi, anh hỏi: con muốn cha thưởng gì? Cường sáng rỡ đôi mắt: thế ra cha cho con qua nhà cô anh hát karaoke nghe cha. Tưởng con đòi đồ chơi, đòi quần áo gì, ai dè nó chỉ xin được đi hát karaoke. Anh mười đồng ý ngay. Thằng bé như con chim chích, lanh chanh, lách chách, cà hát tối ngày. Bước ngoặt cuộc đời, cả gia đình lên Sài Gòn. Còn nhớ một ngày
đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con, sưởi ấm những cánh dài, nhẹ nhàng hôn con, và cha khẽ nói: hãy nhớ lời cha, sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian, nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Anh Mười lắc cái đầu như muốn quên đi cái khoảng đời đầy hỉ nộ ái ố của con. Thời gian đó thấy con buồn buồn, anh chị muốn lôi vợ con về lại quê, bỏ hết tất cả những gì đến tương lai của con. Anh tự nhủ mình thôi nhịn, và những lần gặp con ít ỏi, anh cũng động viên con: thôi ráng nhịn đi con, để tới con học xong lớp 12 rồi tính. Anh Mười biết con kiên cường, nhưng sâu thẳm trong lòng anh cũng hiểu con nhiều khi cũng yếu đuối, cần chỗ dựa. Nhiều khi nó cũng muốn vui xuôi, nhưng ngoài việc ở bên cạnh con để ủng hộ tinh thần cho con, anh Mười thấy bất lực. Anh không có năng lực, anh không có khả năng đưa con ra khỏi vùng bóng tối. Anh buồn lắm. Sóng gió ập đến từ sau khi thằng bé tròn 18 tuổi. Con chim rời tổ không dễ dàng gì, tả tơi hoa lá, nhưng rồi ở hiền gặp lành. Trời Phật thương đưa hai vị cứu tinh đến giúp con, anh giúp gia đình anh. Những gì anh không làm được cho con thì hai vị cứu tinh ấy làm được. Hai vị ấy như thầy, như cha của con anh. Anh ngàn lần cảm ơn hai vị ấy. Anh thấy con mình rất may mắn. Này con ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha, sống cho nên người. Bất giác anh Mười nở một nụ cười, đôi mắt đỏ hoe đầy nước. Thưa các cô chú và anh chị, bài viết tình cha của chị Trần Mỹ Hạnh như một câu chuyện, là bộ phim, là cuộc đời của Hồ Văn Cường cách đây hơn một năm, phải không cô chú và anh chị? Chị Trần Mỹ Hạnh đã lột tả và viết lên câu chuyện gia đình Hồ Văn Cường với một cảm xúc rất đặc biệt. Cảm ơn cô chú, anh chị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt cô chú, anh chị và các bạn. Xin chúc mọi người luôn sức khỏe, bình an và may mắn. Xin chào tạm biệt cô chú và các anh chị.